xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn là bởi vì có lý do mà có rất nhiều người cứ comment rằng là tại sao cái dòng xe Morning mà gầm bệ nó lại nhanh xuống, mà cái tại sao nó hay kêu ở bên dưới. Thì chia sẻ với quý vị và các bạn là cái dòng xe này ấy, thì vì nó lý do nó là xe ngắn, và lý do nó là cái dòng xe mà ngắn để dễ quay đầu quay đít, thì cái dòng xe này là cái gầm bệ của nó, vì nó ngồi ngay trên bánh và nó rất ngắn, cho nên là cái lực tác động để đi trên đường ấy thì nó liên tục, cho nên là nó họng gầm của nó nhanh xuống hơn. Thì cái gầm ở bên dưới kêu thì nó có mấy vấn đề, đó là thứ nhất này, đầu tiên thì nó có thể nó dẫn đến rô tin cân bằng, việc thứ hai là những rô tin lái, và việc thứ ba nó có hệ thống thước lái. Thì đối với dòng xe Vios và dòng xe Morning này thì qua quá trình một vài năm thì nó cái thước lái và cái cổ lái ở bên trên ấy, cái cổ lái trên bô lăng ấy, thì vì lý do là ở cái cổ lái trên bô lăng ấy nó là lái điện, cho nên là nó không phải là lái trợ lực như những con xe mà đời trước. Thì lý do đó, vì lý do như vậy cho nên là nó cái thước lái của nó giữa ở hai cái khớp thước lái này, nó luôn có những cái răng ăn khớp vào nhau để nó có thể quay được. Nó là những cái, tôi gọi là những cái can đưa, những cái can đưa như vậy, cho nên là nó nó có hay, nó là một cái cổ can đưa, nó là một ống đực và một ống cái ăn được ăn khớp với nhau. Cho nên là cái dòng thước lái này và hai cái hệ thống thước lái của nó chạy dọc sang ăn sang hai cái lắp trước, nó chứa bên trong đó là dầu, vừa dầu và phớt, cộng với cái thứ hai là hệ thống cao su được bó gọn với nhau như thế này. Cho nên là lâu ngày những cái cao su ở hai cái bên thước lái ấy, là đi lâu ngày do sự dập dình của bánh đẩy lên cộng với những hệ thống rằng, cho nên là cái cao su đó nó hay nhanh xuống. Cho nên nếu như lâu ngày, có thể là 5, 7, 10 năm mà những con xe nào chạy taxi hoặc chạy nhiều ấy, thì nó có thể là nát những cao su như vậy. Cho nên là nó liên quan là cái thước lái. Thì nếu như lần đầu tiên mà nó bị hỏng, mà có những con xe nó bị nhẹ mà người ta làm ngay, thì chúng ta đi chúng ta tiện lại những cái cao su thước lái thì là nó sẽ không kêu nữa. Nhưng mà nếu để lâu thì nó cái cổ, những cái bạc này mà nó kém rồi thì chúng ta buộc phải thay thước lái. Thì đối với dòng xe này mà thay thước lái bên dưới thì nó rẻ thôi. Thay thước lái bên dưới thì nó khoảng tầm 2 triệu rưỡi nếu như thợ, còn nếu như mà dân đi thay thì nó có thể khoảng 3 triệu hơn 3 triệu. Nhưng mà cái cổ lái bên trên là cái cổ lái, nếu như đối với dòng xe Vios thì nó khoảng 7 triệu rưỡi, nhưng đối với dòng xe này thì nó khoảng 10 đến 13 triệu. Thì cả tổng thành hai cái đó thì nó vào khoảng 17 triệu. Cho nên là chúng ta phải lưu ý là khi chúng ta kiểm tra gầm ấy, thì chúng ta phải lưu ý là những con xe mà gầm nó còn tốt thì là chúng ta phải thấy, nếu như nó bị bên dưới, nhưng mà cái bên trên thì nó rất ít hỏng thôi. Họa gần năm thì 10 thoảng có những con xe nó hỏng, nhưng mà cũng có như, nhưng mà nếu mà ở phần bên dưới thì cái rô tin thì thường thường chúng ta đi khoảng 6 tháng đến 1 năm thì bất kỳ dòng xe gì. Còn đối với dòng xe Vios mà không chạy dịch vụ thì nó khoảng tầm 2 3 năm, thì đối với, còn đối với dòng xe Morning thì kể cả không chạy dịch vụ thì nó khoảng 3 năm. Là những cái rô tin đó thì chúng ta phải đi chúng ta thay lại một lần. Thì tổng thành một lần làm gầm nó khoảng tầm từ 3 đến 5 triệu đến 7 triệu. Còn nếu mà thay phải cả thước lái thì nó sẽ khoảng tầm 5 7 triệu gì đó. Còn đối với những cái dòng xe mà phải thay cả tất làm gầm tổng thành thì nó khoảng 6 7 triệu, cả bi cả má phanh thì nó khoảng chục triệu như vậy. Thì đối với dòng xe này thì chạy khoảng 3 đến 5 năm là chúng ta phải làm lại một lần. Và đối với dòng xe đi ít còn đi nhiều thì khoảng tầm 1 năm đến 5 rưỡi. Thậm chí nếu mình chạy 1 năm mà chạy nhiều quá mà hai người thay nhau lái thì khoảng 1 năm là chúng ta phải làm lại một phần gầm như vậy. Thì như vậy thì chúng ta sẽ nó sẽ hết kêu. Thì lý do nhiều người cứ bảo là hỏi ra tại sao con xe nó kêu như vậy, thì cái đó đi làm đi. Nhân tiện nên nói về cái phần gầm này thì chia sẻ luôn quý vị các bạn là đối với dòng xe Vios hoặc dòng xe Morning hoặc dòng xe gì đó thì chúng ta cứ trong vòng 1 năm hoặc 5 rưỡi, dòng xe Gentra cũng vậy, thì chúng ta thay bơm xăng một lần, thay buji một lần, thay toàn bộ những dây cao áp một lần, thì chúng ta đi sẽ vút xe và nó sẽ. Đối với dòng xe Gentra thì chúng ta phải kiểm tra luôn là những cái cảm biến, phải kiểm tra luôn những cái cảm biến chân ga, nó mất khoảng hơn triệu bạc thì nó sẽ đi được khoảng 1 năm, khoảng hơn 1 năm. Thì là như vậy. Có nhiều người cứ hỏi rằng là nếu thay cái đấy thì nó có hết vĩnh viễn được không? Thì không bao giờ hết vĩnh viễn được. Nếu hết vĩnh viễn được thì nhà máy sản xuất thì nó đã vĩnh viễn rồi. Cho nên chạy cái đối với dòng Gentra nó bị òa ga thì 1 năm hoặc hơn một năm thì chúng ta thay một lần là hoàn toàn ok, ổn định. Thì là như vậy. Thì đây là cái dòng xe Morning 1209 số tự động bản đủ nhất, bản full. Thì nó là dòng xe số zig zag, ăng teng ngắn, xi nhan gương và một vài những cái chi tiết, ví dụ như đèn, đây là đèn quả xoài, tức gọi là đèn quả xoài, đèn ba sốc,
đèn quả xoay. Mặt ga lăng nó khác, thì đối với dòng xe 2008, 2009 thì nó khác một chút là như vậy. Nhân tiện về nói về phần gầm của dòng xe này thì chia sẻ với luôn quý vị các bạn là cái cách lựa chọn cái này nó đi nhanh thôi. Đi nhanh với dòng xe này thì đây, đèn bên trong này nó là đèn tím này. Đấy. Form mới thì nó là đèn quả xoài. Và mặt ga lăng nó là cản này, nó là cản inox. Đó. Thì nó là như vậy. Cái mặt này của cái đây gọi là cái mặt này trước thì nó cũng khác một chút, nó viền đỏ. Nó khác so với cái dòng xe mà bản cũ, tức là 2009. 2009 thì đây nó là đèn tròn và mặt này của nó không nhìn, nó không hầm hố như này, nó nhìn nó không có những đường gân như này, đâm ra là nhìn nó tròn tum như này. Cho nên là nhìn nó không đẹp lắm. La răng hoa thị. Xi nhan trên gương. Đấy. Bô lăng của dòng xe này thì nó khác một chút. Tối thì nó cũng tối rồi. Cho nên tranh thủ nhanh quý vị quay video. Thì đây, bô lăng này. Đấy, đây là dòng xe mà nó rất là đẹp. Chạy được có 8 vạn, hơn 8 vạn thôi. Điều hòa tự động, màn hình, đấy, sấy ghế, bên lái, bên phụ, đồng hồ khác rồi. Đó. Đây là xi nhan gương. À đây là camera cảm biến lùi trên gương. Đấy, nó là như vậy. Thì bật đèn lên thì đấy. Thì đây là những cái núm mà nguồn. Đấy. Thì nó như vậy, bóng khí hai bóng. Thì nói qua về cái dòng xe này, số zích zắc tay vị, thì đối với những dòng xe này thì nó có thêm những cái ấy là như vậy, thì nó là đơn giản thế thôi. Khóa liền chìa đó. Khóa liền chìa, đèn đằng sau nó khác một chút. Thì có rất nhiều người thi thoảng cứ hay hỏi là cái cách lựa chọn một tổng thành một con xe như nào. Thì tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn là để lựa chọn một con xe thì chúng ta phải lựa chọn cả con xe, chứ không phải là lựa chọn phần nào. Bởi vì cả cái lý do cả con xe nó như vậy, còn cái phần nào mà nó ví dụ như xước xác cái ba đà sốc bên ngoài, hoặc là cái ba đà sốc đằng trước đằng sau thì không tính. Một vài những cái điện đóm thì không tính, nhưng mà tổng thành một con xe là đầu tiên là phải nói đến là phải thân vỏ và máy, và cộng với lại trần phèo nội thất. Đấy, thì phanh chuông gầm bệ máy nó là như vậy. Thì tổng thành nó là kiểm tra thì phải kiểm tra tất, chứ không phải kiểm tra. Thì đây là một dòng xe, đây nói qua các bạn về cái dòng xe Morning mà 2009 bản full, tức là bản kịch nhất xe nhập, thì là như vậy. Thì chúng ta để lựa chọn một con xe chúng ta phải lựa chọn tổng thành những xe đẹp. Con xe này chạy được hơn 8 vạn và chủ rất là dữ. Ông chủ, ông đầu tư này rất là kinh. Hệ thống đèn LED là một, loa Superbass toàn đồ chơi con này hơn chục triệu. Đồ chơi nguyên hệ thống đèn đã gần chục triệu, 8 triệu rưỡi, cộng với lại loa Superbass hơn 6 triệu là hơn tổng thành, hơn dàn âm thanh con này rất tốt. Vì vậy cho nên là chúng ta để lựa chọn một con xe mà có nhiều đồ chơi thì nó cũng tốt hơn là con xe ít đồ chơi. Để đi mua một con xe thì chúng ta lắp đồ chơi vào thì bán xe không được tính. Nhưng mà những con xe người ta đã đỗ đồ chơi rồi thì chúng ta đi mua chúng ta đỡ phải đỗ đi thêm nữa, thì nó được thêm cái phần tiền đó. Thì đó là cái kỹ năng để chọn xe, nếu chọn xe được càng nhiều đồ chơi thì càng tốt. Và như vậy thì chúng ta về chúng ta đỡ phải lắp vào, và ngồi trong xe âm thanh nó cũng thích hơn. Hãy chia sẻ quý vị các bạn một cái video là tại sao là cái gầm, nít lại là tại sao cái gầm bệ nó là như vậy. Thì chúng ta phải lựa chọn nó là những con xe mà gầm nó tốt, thước lái tốt và dô tuyên lái tốt thì chúng ta sẽ đỡ, số tốt và máy tốt, điều hòa tốt thì là được tổng thành một con xe như vậy. Và con xe đẹp bên ngoài cộng với những thứ như vậy thì chúng ta đỡ phải sửa, và được một con xe tốt thì chúng ta đi nó sẽ cái cảm xúc nó sẽ tốt hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ đi trên đường, tiền nong xe nó sẽ được đỡ đi phần tiền nào cho gia đình. Và như vậy, cảm ơn quý vị đã xem video và chúc quý vị một buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và tối rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.